Vâng, bây giờ chúng ta sang tới vị ngọt. Thì quý vị biết rồi thì nấu ăn là cần rất cần vị ngọt ở trong cái thức ăn của chúng ta. Kể cả nấu chè hay là nấu cháo hay là nấu bất cứ cái gì cũng phải có một ít ngọt trong đó để nó, nó cân bằng lại cái vị mặn. Thì vị ngọt có nhiều vị cũng rất là bối rối không biết cái món cái cái vị ngọt của mình á nấu cái món này cần cái vị ngọt gì bỏ vào đường trắng hay đường vàng, đường đen hay đường tán, tất cả những thứ đó là ngày mặt mặt lâm đã um, có, có thể nói là sau một cái thời gian nấu nướng đó thì mặt lâm biết rằng có những cái, cái loại đường mà nó thích hợp với món này nhưng mà nó lại không có thích hợp với món khác. Vâng, đầu tiên thì chúng ta nói về một cái loại đường mà rất là thông dụng ở Việt Nam cũng như ở Mỹ này và đặc biệt là cái món cái đường này đó rất quan trọng đối với những cái nồi phở hay là những nồi nước lèo bất cứ loại nước nước lèo gì thưa quý vị đó đường phèn đường phèn đó thì nó sẽ nó nó đặt như vậy và nó đóng cục nó thành cục như vậy cái thủy tinh thể của nó nó lóng lánh như thế này là tất nhiên là khi này đường này đó chúng ta không thể nào mà bỏ vào để nấu liền được mà phải bỏ vào nước sôi thì nó mới tan ra cái đường phèn này nó có mục đích của cái đường phèn là nó ngọt rất là thanh cái ngọt của nó nó dùng để nấu chè hay là để mà nêm vào súp hay là nêm vào những cái loại nước nước lèo đó thì đặc biệt rất là thích hợp cái đường này mà quý vị ăn vào quý vị sẽ không thấy cái mùa ngọt quá độ của nó như là những cái loại đường khác cái đường phèn vì vậy cho nên nó quan trọng ở chỗ đó và nó đặc biệt khi nấu chè nó ngon hơn đường cát trắng nữa quý vị đó là đường phèn và cái công dụng của đường phèn thì một lần nữa bạc lâm nói lại đó nó là đường phèn luôn luôn thích hợp cho mọi cái loại súp mọi loại mà nước lèo và kế bên đường phèn đó thì chúng ta thường nhật cái chúng ta thấy là cái đường trắng được cắt trắng đó cái đường cắt trắng này thì nó không những để ăn đâu mà nó còn uống nữa khi người ta uống cà phê hay là uống tất cả những cái thứ gì người ta nêm là toàn nêm được cắt trắng thôi tại vì đường cắt trắng đó, nó loại đường mà tinh khiết nó cũng từ đường thôi cây mía thôi nhưng mà nó tinh khiết và chúng ta có thể uống cà phê hay nước, nước ngọt hay bất cứ cái thứ gì nhưng mà nấu nấu thì chúng ta cũng có những cái món chúng ta có thể nêm đường trắng này được và những cái món không cái đường cá trắng này những cái món xào chúng ta có thể nêm được nhưng mà chúng ta không thể kho cá được tại vì kho cá thì chúng ta lại có một cái loại đường khác nữa quý vị đây là đường cá trắng à, để để dùng trong để thường là dùng trong thức uống bên cạnh cái cái đường mà quý vị thấy đó thì chúng ta có hai loại nữa cũng không được gọi là đường nhưng mà thực sự cái độ ngọt của nó rất là quan trọng. Thứ nhất là mật lâm có mật ong. Mật ong ở đây đó là quý vị có thể dùng bất cứ cái loại mật ong nào để mà nấu. Nhưng mà thường thường đó, mật ong thì thường là uống hơn là nấu thôi. Tại vì mật ong trong một ít món ăn, rất ít món ăn áp dụng cái mật ong. Nó chỉ áp dụng vào cái thức nấu là nhiều, à, thức uống là nhiều. Và một món nữa đó là mạch nha. Thưa quý vị, mạch nha cũng có độ ngọt và đây là một loại mạch nha của Hồng Kông. Nó có đồ ngọt và nó nó không phải trực tiếp để nấu ăn ở để lấy đồ ngọt. Nhưng mà mạch nha này đó, cái tác dụng của nó rất nhiều. Quý vị có thể nấu những cái món chẳng hạn như cốm dẹp này cũng nấu bờ mạch nha này. Những cái món chẳng hạn như vịt, vịt, quay đi, vịt quay. Thì quý vị muốn làm cho nó cái da nó bóng, cái da nó giòn đó. Thì bắt, bắt buộc quý vị phải có mạch nha. Cũng như là quý vị làm thịt heo quay thì cũng phải có mạch nha. Mạch nha nó sử dụng trong nhiều trường hợp lắm nhưng mà cái chức cái cái, cái cái, chức năng của nó nó không có để dùng cho ngọt cho nhiều mà cái chức năng của nó để để làm để giúp một ngọt một phần thôi để giúp cho những loại da nó giòn lên. Đó là cái chức năng của mạch nha. Chúng ta có những cái loại đường bên cạnh cái loại đường đường thường đó thì quý vị hồi nãy giờ quý vị cũng có thể nghĩ rằng mật lâm nói là kho cá là phải dùng đường nào thì một câu trả lời rất là đơn giản Quý vị khi kho cá, kho thịt bắt buộc phải dùng đường thốt nốt. Cái đường thốt nốt này nó, nó làm cho cái cái nồi cá, nồi thịt của mình nó đượm. Nó đượm, nó ngọt không phải là ngọt gắt mà nó ngọt rất là đậm. Nó, nó làm cho cái nồi cá vừa đẹp nữa. Cái ngọt của cái đường thốt nốt nó, nó rất là khó diễn tả. Nhưng mà quý vị khi mà kho cái đường thốt nốt này và đường tán của Việt Nam mình hai cái nó khác nhau. Cái đường tán nó có, có thể làm cho cái nồi cá mình bị hôi, hôi cái mùi đường. Tại vì khi cái cái đường thuốc nốt đó là nó làm từ cái cái trái thuốc nốt. Còn cái đường tán của Việt Nam mình á, nó dùng từ là bọt mía, tức là từ mía mà cái loại bọt chưa được tinh khiết, cái loại mía loại đường mà ra nó chưa được tinh khiết lắm, cho nên nó còn hôi, nó bị nó bị cái mùi nó không được ngon. Và cái đường thuốc nốt này khi kho cá, kho thịt, quý vị bỏ vào mặt lâm bảo đảm là nó sẽ rất là ngon. Một loại đường nữa cũng đường cát, cũng đường từ mía nhưng mà lại là loại đường vàng quý vị. Cái màu nó vàng thì cái loại đường này đó nó dùng trong món ăn nào? Xin thưa ngay quý vị là nó dùng trong các loại sốt. Khi làm sốt đó, thì người ta dùng đường vàng. Thứ nhất cái màu sốt của nó nó đậm, nó đậm đà và nó có làm cho cái cái mùi nó bán đi tại vì sốt đó, thì nó thường thường nó có những tất cả những loại gia vị khác nó bán cái mùi của của đường vàng rồi. Tại cái mùi đường vàng nó rất khác đường trắng, không ai uống cà phê bỏ đường vàng này vô cả. Cho nên á, cái đường vàng nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà chỉ làm sốt thôi. Chứ chúng ta không nên là nấu trong 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 những cái cái món khác. Và bây giờ chúng ta có một loại đường nữa cũng đường vàng. Mật long không biết ở Việt Nam mình có những cái loại này hay chưa? Cái loại đường mà Truvia, một cái loại đường mà nó giúp cho cái người bệnh tiểu đường hay là những người sợ mập đó ăn cái loại đường này vào thì nó sẽ có kết quả rất là tốt cho cơ cơ thể mặc dù cái độ đường này nó nó không có bằng cái đường thường nhưng mà nếu quý vị quen ăn cái đường này rồi đó thì nó sẽ bảo đảm cơ thể của quý vị trước bệnh tiểu đường hay là những nguy cơ béo phì nó rất là hay cái đường này nó có cái cái hay cái cho nó cho nên mặt lâm rất thích dùng cái đường này trong gia đình vì biết rằng quý vị không có ai có cái đường này ở trong Việt Nam là không có rồi cho nên quý mặt lâm không áp dụng nó trong những cái xô nấu nhưng mà thực sự khi mà xô nấu cái đường này đó cái cái độ ngọt của nó đó nó chỉ bằng 8 phần 10 có độ ngọt của những loại đường thường thôi nhưng mà cái kết quả nó rất là good và thường khi quý vị ăn quen rồi đó thì quý vị sẽ thích nó rất là thích nó cũng cái loại truvia này nhưng mà cái loại này là dùng cho người bệnh tiểu đường đặc biệt là nó không có phải là đường để nấu ăn cái đường này nó nó chỉ có để pha vào nước uống thôi. À, chẳng hạn như uống cà phê mà quý vị um, kiêng đường đó, thì quý vị có thể dùng cái loại này ở nhà. Còn nếu mà ở ngoài tiệm đó thì nó có những cái bọc đường nhỏ nhỏ, những cái đường diet thì nó có rồi. Nhưng cái Truvia này, đó, thậm chí quý vị cũng có thể pha vào những cái nồi súp một chút xíu trong cái nồi súp để quý vị ăn. Nếu quý vị bị tiểu đường thì mặc lâm đề nghị quý vị nên kiếm hai cái loại này, một loại để uống để pha những vào súp và một loại để nấu, hai loại này rất là quan trọng. Và chúng ta người Việt Nam hay là người Trung Quốc đi chăng nữa cũng không bao giờ quên cái món này trong nấu ăn. Cái vị ngọt của nó rất quan trọng và nó là bột ngọt. Thưa quý vị, bột ngọt đó, nó xuất hiện bao lâu không biết nhưng mà từ khi mặt lâm biết ăn uống tới giờ là biết nó rồi. Và sau gần 70 năm thì bây giờ vẫn còn ăn nó thôi chứ không có cái gì là, là 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 là, bị nó dị ứng hay là nó bị bệnh hoạn gì cả mặc dù ở trong có có nhiều cái lời đồn có nhiều cái tin là ăn bột ngọt có thể dị ứng nhưng mà trong những người dị ứng đó nó cái con số phần trăm nó rất là thấp quý vị nó chỉ phải nói là rất là thấp theo cái mặt lâm tìm hiểu đó thì nó chỉ không phải mấy trên một ngàn thôi cho nên đó, chúng ta ăn ăn bột ngọt nó bình thường, chả có gì. ở ở người Bắc đó họ gọi là mì chính. Đó. quý vị biết rằng mì chính nó có một cái thời gian nó chiếm lĩnh thị trường ở Việt Nam. khi mà không có cái gì để ăn thì người ta nấu cái gì, người ta múc một muỗng, ta bỏ vào, thì cái ngọt của nó, nó nó, nó trong đó nó, nó cái ngọt nó không phải từ động vật mà nó từ thực vật, quý vị. cho nên cái cái mì chính này, cái bộ bột ngọt này nè, khi mà nấu ăn cái ngọt của nó đậm đà và nó gây cho người ta một cái thói quen khi ăn những món ăn mà không có bột ngọt nó trở nên nó lạc lẽo lắm quý vị có nói gì thì nói có nhiều người ăn bột ngọt quen mà không có bột ngọt rất là là, là, là khó chịu vì vậy cho nên mặt lâm hôm nay nó không phải là đề nghị ai cũng phải ăn xài bột ngọt tùy cơ thể người nào không có dị ứng với nó thì thôi còn có dị ứng với nó thì nên tránh và khi đã dị ứng với nó rồi nó rất là khổ tại vì khi ăn bột ngọt và bị dị ứng đó mật lâm đã thấy những trường hợp người ta nổi mẩn lên rồi chống mặt rồi đủ thứ hết á nó rất là khổ cho nên tốt nhất là chúng ta đừng ăn nếu mà chúng ta bị ứng. bây giờ mời quý vị mặn ngọt rồi chúng ta qua chua cái vị chua cũng rất quan trọng